đâu hồi xưa bà bán phở và cô Mai chào các bác. Bây giờ cả nhà chuẩn bị ăn cơm tối nè. Ông bà cả nhà ăn cơm tối chưa? Cô An và bà bán phở chuẩn bị ăn cơm tối đây. Đây là cái gì đây? Vì cái hũ này mà phải ăn cơm tối đây. Mà cả nhà cùng ăn cơm tối với gia đình của Tùng Tây Bắc. Như các bạn biết đó, Tùng Tây Bắc là gia đình rất là người Tây. Cho nên chúng ta sẽ có một bữa cơm tối và tìm hiểu thêm một số cái văn hóa của người Tây không các bạn ha. Bữa cơm thịnh soạn. Toàn gà với lại ngan nuôi cho chị ăn. Con này con gà hay con ngan? Gà. Xong là nên Tùng nói con ngan, ông ngan là con nào đó? Ngan đây à, ngan nấu ngan cũng luôn cả ngan nấu miếng hả? À canh măng chị ạ. À canh măng, măng khô. À đây nè, thịt ngan nè, cái gì nè, giờ mới thấy. Con gà da nó vàng hơn, con gan da nó mỏng hơn. Trang nhớ mua cũng nói ơi. Đây nhớ là thịt ăn khoai mít chính không? Điểm đặc biệt. Ăn là con mít thịt ăn khoai mít chính thì chén đôi. Chén đôi. Chén đôi là sao? Chén đôi là sao? Chén đôi là sao? Chén đôi là sao? Đây. Con ơi. Một nhân vật đã thắc mắc chén đôi là sao? Chén đôi là ví dụ như là có khách các thứ thì là nhà em hay đặt chén đôi thì là để một là cho các cụ chứng kiến tổ tiên, rồi là có người già nữa, nếu mà có thầy cúng là cũng phải đặt. Đấy là thế. Còn bình thường mấy anh em uống rượu dân dã với nhau thì không uống, không đặt đâu. Uống quá cũng được. Hôm nay rất là quý là có cả bà ngoại, bà cố của con phải không cô An? Bà cố phải không? Bà cố rất là đẹp. Bà cố nói tiếng Kinh được không ạ? Hay chỉ nói tiếng Tây thôi ạ? Nói được nhưng mà nói được ít. Người ngày xưa là nói không biết nói mấy đâu. Nhưng mà bà cố nghe là bà cố hiểu hết ha? Vâng, nghe là hiểu. Nghe hiểu nhưng mà diễn đạt lại thì hơi khó thôi. Tiếng Việt Nam chưa chắc anh hiểu. À, tiếng Việt Nam thì chưa chắc. Bà 83 rồi á. Bà 1935. Mới hôm nay em học kiểu với con này ạ. À, em mời chị đi nhỉ? Mời con, mời cụ, mời hai cháu, ba cháu, mời bà, các con cháu ăn cơm nhỉ? Chẳng mấy khi đến đây thì chúc sức khỏe bà cụ với lại hai ba cháu. Em, dạ, con cảm ơn chú. Mời bà. À, là bà rót vô cái chén đôi trước hả? Thế làm thế rồi cháu à? Dạ con mời chú. Dạ. Con mời bà. Bà rót vô chén đôi để chi ạ? Để chi ạ? Không. Là mời tổ tiên á ha. Nếu như mời tổ tiên. Nhưng mà sao có một mình bà rót mà mình không rót? Người lớn tuổi thì hay rót hơn. À. Trẻ thì không biết đấy, đúng là ai cũng rót đấy mà. Đúng ra là ai cũng rót. Nhưng mà tại vì coi như mình trẻ mình không biết. Chứ còn tập tục đúng là ai cũng rót ha. Hay ha. Chia 1-2 giọt. Vậy thôi mình cứ thấy mình rót trước khi mình uống đi. Cái này như các cụ ngày xưa bảo là để cho con cháu lại quý khách. Là cái chén đôi hả chú? Quý khách rồi. Nhưng mà mình sau khi mình rót vậy rồi mình để vậy hoài hay mình có uống không ạ? À? Thì lúc mình uống xong mình đổ cái đấy vào ấm trả lại. À, vậy là không có uống rồi cũng không có đổ đi mà đổ lại vô cái ấm chứ không có lãng phí. Dạ. Yeah. Mời bà các cháu với lại bà. Bà. Chị anh cơ uống được gì không? Dạ không rồi. Dạ, có mời chú. Rồi.
Mà rượu này uống không có nhức đầu đâu. Rượu này uống không nhức đầu đâu. Dùng mặt ngọt. Lúc rồi nó bày vào cái cơm ăn gạo, bắt loại lá là ở miền Nam thì không có ăn. Ớt này, riêng này, là trầu, lá trầu này. À, lá trầu là cái mật mật ngắm này. Ở trong Nam con nhớ hồi xưa người ta làm là cơm như mình này rồi trụ với lại men thôi rồi để cho nó lên men xong rồi cứ nấu chứ không có như các chú đây là làm gạo giã thành bột đúng xong mới hòa với lại lá cây các loại lá cây nhưng mà không gọt cơ lá nào cây này lá nào mận này lá nào nó có các loại gia vị trong mà ngày xưa các chú có cơm ăn như thế này đâu có sắn thôi không thì dài sắn ra trong thì khoai mì phải không đúng rồi sắn là khoai mì á từng lớp không phải sắn khoai mì không phải cơm có nhà có gạo thì mà bằng xôi cơm lên làm không thì dùng bằng sắn thôi nhưng mà cũng không độc hại như bây giờ cháu ạ. Bây giờ còn nhiều các loại bệnh lắm. Bây giờ nó dùng các cái men hóa học lên. Thế, men hóa học ấy. Nè, cụ này xưa cũng làm suốt đây này. Con mời chú ô tổ chén hả chú? Thế là con chưa uống, để con uống đi ạ. Đây là ly rượu táo mèo. Thơm lắm. À, đặc biệt như là Tùng nói đó là rượu á, là được nấu từ đặc biệt là cái men là men lá và ngâm với lại cái trái táo mèo đây vô 100% nó có cái vị ngọt của cái táo á công nhận á rất là ngon uống dễ say lắm. Tụi ơi, nếu mà so với cái rượu kia là nó là cũng rượu nguyên chất bình thường giống như cái rượu hồi nãy thôi. Nhưng mà thêm táo mèo mà nó đang ngọt như vậy hả? Có thêm đường gì không? Mật ong gì không? Khi mà ngâm thì cho đường một tí chị ạ. Chị nghĩ có đường nó mới có cái vị ngọt như vậy. Vâng. Dễ say hơn. Vô con, quét, vô. 1, 2, 3, vô. Bác uống. Thế rượu này ông nội chị uống say. Đã quá. Anh gió phát biểu sau khi anh gió uống rượu táo mèo anh gió thấy sao anh gió chưa anh gió khô quá anh gió né phát biểu cái bằng cách anh gió nói vậy nãy giờ anh gió trưa giờ là anh gió uống 5 lít rồi anh gió xạo thật quàng mát không nước của quàng. Thank you.
Bà hồi trẻ chắc bà đẹp lắm bà ha. Đẹp. Phải không? 83 tuổi. Bà 83 rồi hả? Thực chất mình ở trên đây ăn uống nó cũng đơn sơ rồi, môi trường khí hậu nó làm cho con người mình nó không có lo toan nhiều. Ở dưới kia hay ở những cái thành phố lớn thì ô nhiễm rồi lo lắng cái này cái kia rồi. Người Tày, người Thái, người Hư Mông, người Dao như các chú ở đây là thả vào rừng là sống được, cho một con dao với lại cái bật lửa là sống rồi. Đúng rồi. Ăn các loại củ, các loại măng nhỉ, gió nhỉ. Đấy, như thả chú cháu mình vào rừng nha. Đúng không gió? Đúng rồi. Giờ, bây giờ thả em cái bật lửa với lại cái con dao là em sống được đúng không? Vâng. Còn nếu mà ở trên núi đá của em thì không thể sống được. Vì trên đấy nó tác hại ở dưới này. Đây người như vậy. Vì ở trên đấy nó toàn đá tìm đâu cái dao ấy thì ăn đâu. Trên đấy không có măng này. Quả thì có khu vực Tây Bắc thôi. Bên bà làm con nhớ bà ngoại con quá. Cái lá trầu này với cái vôi á, nó y như là một cái nó y như cái chất ghiền hay chất ma túy vậy á. Nó ghiền, nó hai cái đó nó phản ứng với em. Rồi có cầu không? Có cầu là phải thêm miếng. Có cầu không Tùng? Nghiện. Nó nghiện đó. Nghiện. Không ăn cầu hay là thì các cụ có vỏ bò đây thì trồng với lại môi các gì đó và tí thuốc lào. Ủa có cầu không bà? Ủa vô với trầu thôi hả? Có vỏ. Ủa Tùng chỉ có vô với trầu thôi em. Không có vỏ đây này. Đây ăn đi vỏ. Bà mi là em vỏ. Mình ăn không được đâu. Sợ ăn mình ăn không được. Không biết là bắt đầu từ khi bà bắt đầu ăn thì như thế nào không biết, nhưng bây giờ mình ăn vô nó không được. Xe ốc nó nhỏ đấy. Đó là bà vỏ này. Bà là những cái lớp thế hệ cuối cùng thấy chú cũng ăn. Lớp bà ăn thôi. Lớp những người bây giờ được khoảng 57, 10 mấy, 80 mấy thì còn lớp chú cũng ăn. Thì có kem đánh răng rồi đặt qua như này. Như thím như cô cũng không ăn. Không ăn. Lớp chú đây là cũng không ăn. Lớp bà mới ăn thôi. Nhưng mà chú lại dính vào cái thuốc lào rồi. Đấy. Vậy là thiếu cái trái cau bà. Bà ngoại con ăn có trái cau nữa. Có cau à, bà không quen, sai. Ồ, sai. Ở đây có trái cau không bà? Có. Trồng hai cây đấy, cái cau. Ở đây cũng có trái cau mà bà không cái ăn. Cau thì nó có cần ăn, có ăn được. Là cưới bà, hỏi bà ăn vô nó xay hả bà? Ừ, xay đấy. Dạ. Ủa, cái này của con mắng luôn. Đi mua thì cũng chả đáng bao nhiêu, nhưng mà nhà mình tiện thì... Ừ, mai là, lan là. Hay hơn, nó lại thích hơn. Nhà mình có. Cao, hai thứ. Ăn cơm đi nhé, em nói nha. Một ngày bà ăn mấy lần ạ? À? 10 là ăn thôi. 10 rồi bà. 10 lần luôn hả bà? Ờ, 10. Cứ ăn đấy. Làm gì bà ăn? Vui chứ. Bà ăn hết hoặc là người ta còn ăn. Vui cứ ăn thôi. Cháu còn không trông được bà. Cứ ở nhà cứ vui. Ngày xưa là vui. Như vui. Ủa sao đấy con? Sao đấy? Chưa nào? Đâu, đâu, chưa? Chùm ăn quá, treo ăn. Muốn bỏ cái này không ăn mà. Ăn mưa nè. Thế là gái gì? Người cháu chén đi, ông Nguyên đi, ăn cơm. Dạ. Ăn cơm. Cho bà ăn, bà bảo đi ngủ với em không nhá. Oh, my God.
cho cái sợi dây này nữa. Đâu, vì nhưng mà người già mắt kém rồi mày dính như vậy chứ còn nó rớt ra nó nằm đâu đó sao mà thấy. Nhưng mà bà ngoại con cái cối nó già cao gấp đôi vậy nè. Nó không có thấp gì đâu. Thì anh với em là cái cối giá thôi. Ở đây không có cái dài như thế đâu, từ xưa về cái loại như này. Nó nhỏ vậy thôi hả con? Mà sao con không? Cái vụ đi mua bán cái đồ đồng là hay gì lắm. Cái vỏ là nó làm từ cái gì bà? Cái vỏ này là từ cái cây đúng không? Từ cây ở trong rừng mà đi đào đấy. Đi thì má mấy trong biết như xa lắm đi như đi như thảo quả ấy. Ồ, rồi. Nên xa lắm đấy. Nên... đi xa hơn nữa đấy. Ôi, bây giờ dạ. Tìm cái vỏ này khó lắm. Má bán thì mình mua không thì mình đào mét. Vậy là những người hồi xưa mà mình đi cái vùng này mà thời chú còn nhỏ chắc rừng không chứ đâu có. Ở ngày xưa thì nó có bắt đầu từ năm 77-78 khai là các người này vẫn chưa chọn. Nhưng mà cái dần dần biết dần hết mộ. Nó cạn gì khó với cái mộ à. Nó cạn gì khó quá. Phá nhưng mà phá với kiểu là phá làm nương ấy. Phá ít. Cũng có phá, cũng có cưa. Nhưng mà mua bà ngoại có ăn nó màu đỏ. Chắc hồi xưa chỉ có đỏ. Một cưa thôi, còn hai người. Cái này là nhiều. Cái này là cũng có phá đi, nhưng mà đều bà ngoại con mà sống chắc trong đây hơn 100 tuổi rồi đó. Nhưng mà bạn không mất là bạn không mất là 99 tuổi. Thì anh bảo cả làng cái đi cơ mà làm đi. Thì làm gì hết trời. Cưa thì vòng vào trong làng đeo bò quay một cái gì rồi. Rồi xe bò kéo về đó. Châu trâu. Châu là không cả đấy. Bà nhai bao lâu bà mới bỏ? Gọi là hết đinh, đinh, liêm, xuyến, tấu. Bốn loại này nó là gỗ nhóm 5, nhóm 6 nữa là hết cái gỗ giá trị đến nhóm 5, nhóm 6. Hồi xưa tụi con còn nhỏ thì cùng, ông bà cùng làm dừa hoặc là bà này còn cầm lai không? Không có cầm lai. Không có. 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 Không Thái mà nó kêu bằng cái giường cái nó làm gỗ gì ta sập gỗ gì mà sập gỗ gì mà người ta nói có quý hiếm